Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Nhiều chuyên gia tính toán kênh đào Phù Nam Teco mà Campuchia triển khai sẽ có ảnh hưởng rất lớn khiến lượng nước từ dòng Mekong về miền Tây có thể giảm đến 50%. Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính khoa môi trường và tài nguyên, Đại học Cần Thơ cho biết, dự án kênh đào sẽ chảy qua một vùng đất có khoảng 1,5 triệu dân sinh sống, tạo ra một cơ sở phát triển kinh tế cho Campuchia. Sắp tới, dân số ở khu vực này sẽ gia tăng nhờ đô thị hóa hai bên kênh và nhiều cơ sở thương mại dịch vụ hậu cần cũng phát triển theo. Chuyên gia nói vì thế nếu tính đầy đủ, thêm lượng nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp đô thị từ dự án 1,7 tỷ đô la Mỹ này thì nước trên sông Tiền và sông Hậu, hai phân lưu của sông Mê Công về đến đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ giảm khoảng 50%. Những năm khô hạn thì sự thiếu hụt nước sẽ trầm trọng hơn. Và cho biết thêm rằng, với mực suy giảm, khả năng xâm nhập mặn sâu hơn có thể ảnh hưởng hơn nữa diện tích canh tác vùng châu thổ Cửu Long trong tương lai vào mùa khô và trong các giai đoạn triều cường. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, con kênh này khi mà đào đất sẽ đắp ra hai bên, thành đường, thành phố, khu công nghiệp sẽ mọc lên ở đó, trở thành một con đê chắn ngang qua cánh đồng lũ từ sông Hậu đi. Và khi chắn ngang qua như vậy, thì phía bắc của con kênh sẽ ngập nhiều hơn và phía nam con kênh, tức là phía Việt Nam, sẽ ít nước, phù sa ít và đường cá ít hơn. Tất cả những công trình mình làm ở vùng Tứ Giác Long Xuyên gần như mất tác dụng, mất chức năng hết. Những cống đập, tha la, trà sư hay những vùng đất ngập nước hay là những đe bao ba vụ hay là những khu dân cư vượt lũ trở thành vô dụng. Bởi vì hiện nay không còn lũ, lại còn giảm lũ nữa, thì mấy cái này không còn ý nghĩa gì nữa. Đặc biệt, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương trong vùng, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có thể phải điều chỉnh, vì trước đó đã không có xem xét yếu tố hốt kênh đào Phù Nam Teco là nhân tố mới liên quan nguồn nước. Chương trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao của chính phủ có thể bị ảnh hưởng do đặc điểm nguồn nước thiếu hụt và suy giảm sức khỏe đất, đặc biệt vào vụ đông xuân. Thiếu hụt nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng hàng chục dự án ứng phó biến đổi khí hậu và dự án xóa đói giảm nghèo đã và đang triển khai. Một bộ phận người dân đã thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo và có thể gia tăng lượng di cư khỏi đồng bằng. Tiến sĩ Tuấn đề nghị, trước mắt Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam đề nghị Campuchia tạm dừng dự án này thêm một thời gian để có những nghiên cứu đối thoại sâu hơn với sự hợp tác của các chuyên gia kinh nghiệm khách quan. Sau khi phê chuẩn dự án kênh đào Nam Teco vào ngày 19 tháng 5 năm 2023, giới chức Campuchia đã thiết lập Ủy ban Liên Bộ để triển khai công trình dài 180 km, tổng chi phí ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch, kênh đào được khởi công cuối năm nay, hoạt động năm 2028, tức thời gian xây dựng chỉ 4 năm từ những tác động lớn nếu dự án kênh triển khai ông đặng thanh lâm viện phó thủy lợi và môi trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết ủy ban sông mekong việt nam cần đề xuất ủy hội sông mekong quốc tế và campuchia sớm cung cấp đánh giá tác động môi trường liên quan dự án theo ông lâm viện thủy lợi và môi trường đang lập quy hoạch phòng chống thiên tai cho đồng bằng sông cửu long việc lập quy hoạch mà bỏ qua tác động từ dự án này sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài Đồng bằng sông Cửu Long rộng khoảng 40.000 km2 với hơn 17,4 triệu người, chiếm 50% sản lượng lúa gạo, 65% thủy sản nuôi trồng và đóng góp 17% GDP cả nước. Vùng đất này đang chịu ảnh hưởng hàng mạng nghiêm trọng, là một trong ba đồng bằng trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, từ đêm 19 đến ngày 21 tháng 4, 11 tỉnh gồm Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh xuất hiện dông lốc mưa đá. Lốc giật sập ngôi nhà ở xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Hà Giang, làm cháu 5 tuổi tử vong, 8 người khác bị thương, gồm 3 người ở Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, mỗi nơi 2 người, Phú Thọ 1 người gần 7.000 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái. Riêng trận dông lốc chiều và đêm qua đã làm gần 5.100 nhà hư hại. Sơn La chịu thiệt hại nặng nhất với gần 3.500 nhà. Cao Bằng, Bắc Cạn, Phú Thọ, mỗi tỉnh trên dưới 900 căn. Dông gió cũng khiến 53 điểm trường, 26 trụ sở cơ quan, 11 nhà xưởng, 7 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng. 17 cột viễn thông, 29 cột đèn chiếu sáng, gần 200 cột điện bị gãy đổ. Do hư hỏng đường điện 110 kV, huyện Phù Yên Sơn La bị mất điện toàn huyện từ chiều 20 tháng 4 đến sáng nay chưa có lại. Ngoài ra, hơn 1.500 hecta lúa hoa màu, hơn 200 hecta cây lâm công nghiệp thiệt hại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết gần một tuần qua, miền Bắc xuất hiện dông lốc mưa đá do rảnh áp thấp trục 24 đến 26 độ vĩ Bắc bị nén bởi khối không khí mát từ Trung Quốc tràn xuống. Dự báo tình trạng này duy trì đến hết ngày mai, tập trung ở các tỉnh miền núi vào chiều và đêm. Trước đó, ngày 17 đến ngày 19 tháng 4, dông lốc mưa đá đã khiến hai người ở Sơn La mất tích, 5.300 ngôi nhà, 30 trường học hư hại. Hà Nội ghi nhận hơn 250 cây bị gãy đổ, đè lên hàng chục ô tô xe máy sau cơn dông tối 20 tháng 4. Chia sẻ về nguyên nhân mưa đá dông lốc xuất hiện nhiều tại các tỉnh thành phía Bắc trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến nền nhiệt ở nước ta cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay, quá trình đối lưu sẽ càng diễn ra mạnh mẽ khiến dông lốc diễn ra với cường độ mạnh hơn. Các thiên tai đi kèm như gió giật, gió mạnh, xét cũng xảy ra nhiều hơn. Khu vực miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa nên tháng 4, 5 và đầu tháng 6 khả năng cao sẽ tiếp tục xuất hiện dông lốc xét, mưa đá. Ông Hưởng nhấn mạnh, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên trú mưa dưới gốc cây, phòng trừ trường hợp cây xanh bật gốc gãy đổ và thậm chí dông lốc xét có thể đánh vào cây, ảnh hưởng đến sinh mạng. Khi có hiện tượng dông lốc, người dân nên tìm chỗ trú ẩn trong nhà, không đi ra ngoài trời. Ngoài ra, ông Hưởng khuyên người dân theo dõi thông tin thời tiết cập nhật trên hệ thống website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các phương tiện thông tin đại chúng để có phương án phòng tránh phù hợp. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện mưa đá kèm theo gió mạnh, gây thiệt hại về hoa màu, tài sản cho người dân. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 24 tháng 4, mây đen bao trùm các xã ở huyện Vân Hồ. Ít phút sau, rông lốc xuất hiện kèm theo mưa đá, trận mưa kéo dài chừng 15 phút, hạt đá to bằng đầu đũa, trút xuống mái tôn gây tiếng ồn lớn. Theo người dân sinh sống ở huyện Vân Hồ, trận mưa đá vừa xảy ra được coi là hiếm gặp bởi lượng hạt đá rơi xuống đất rất lớn. Lượng mưa đá dày hạt, kích thước các viên đá đường kính trung bình từ 1,5 đến 2 cm. Ông Tính A Chìa, bí thư đảng ủy xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cho biết những nhà lập tấm phi -pro đều bị thủng. Cả nghìn hecta rau, mận, cam, lê, dâu tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chị Tráng thị dụ ở Vân Hồ đến giờ chưa hết bàng hoàng vì trận mưa đá quá lớn. Chỉ chưa đầy 15 phút mà mương rau sau nhà chị Dụ đã phủ trắng đá. Theo chị Dụ, chưa bao giờ chị chứng kiến trận mưa đá lớn và kinh hoàng đến vậy. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ, ngay sau khi mưa đá xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện đã ra soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả. Thống kê ban đầu trên địa bàn có một số diện tích nông nghiệp của người dân bị thiệt hại. Trước đó hôm 12 tháng 4, Tại Sơn La cũng xảy ra trận mưa đá kèm gió mạnh, gây thiệt hại hơn 80 hecta mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch của người dân ở xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu. Trận mưa đá kèm gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút xảy ra trên địa bàn xã Phiên Khoài, huyện Yên Châu, Sơn La đã làm dụng quả, gãy cành nhiều cây mận hậu đang chuẩn bị cho thu hoạch của người dân. Thiệt hại nhiều nhất là tại các bảng Hang Mon 1, Hang Mon 2 và Bó Rôm với khoảng 80 hecta diện tích bị thiệt hại. Từ ngày 17 tháng 4 đến nay, khoảng 15 tỉnh thành miền Bắc xuất hiện rông lốc, mưa đá. Thống kê sơ bộ khoảng 12.000 ngôi nhà bị tốc mái hư hại. Tại Hà Nội, trận rông lốc kèm mưa đá tối 20 tháng 4 đã giật đổ hơn 250 cây xanh, làm hư hỏng hàng chục phương tiện. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc những ngày qua rông lốc, mưa đá do tác động của khối không khí lạnh yếu, cùng với hội tụ gió trên độ cao 1.500m. Biên núi xuất hiện nhiều hơn hạt đá dài hơn do địa hình núi cao rừng đan sen là điều kiện cho đối lưu phát triển mạnh hình thành mây vũ tích và gây mưa đá